U20 Việt Nam có nguy cơ sức mẻ lực lượng ở trận gặp U20 Iran. Chiều ngày 5 tháng 3, U20 Việt Nam đã có buổi tập hồi phục trên sân chính Istiklal để hướng đến trận đấu ở lượt trận cuối cùng vòng bảng gặp U20 Iran vào ngày 7 tháng 3. Buổi tập của U20 Việt Nam bắt đầu từ lúc 17 giờ, giờ Uzbekistan và kéo dài trong một tiếng đồng hồ. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chia đội thành hai nhóm để tập luyện. Cũng như những lần trước, các cầu thủ đá chính tập phục hồi bằng những trò chơi vận động vui vẻ với bóng dưới sự chỉ dẫn của trợ lý Cedric. Trong lúc đó, các cầu thủ dự bị hoạt động với cường độ cao hơn. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn yêu cầu học trò thực hiện các bài tập phối hợp và di chuyển trong phạm vi hẹp. Trong buổi tập này, hậu vệ Hồ Văn Cường chỉ tập nhẹ và đứng quan sát. Anh bị đau do va chạm với thủ môn U20 Qatar trong trận đấu vừa qua. Cho đến lúc này, khả năng ra sân của Văn Cường ở trận gặp U20 Iran vẫn còn bỏ ngỏ. Ở hai trận đầu tiên, hậu vệ cánh của Sông Lam Nghệ An nhận được sự tín nhiệm của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn và đã có hai lần ra sân trong đội hình xuất phát. Trả lời truyền thông trong buổi tập chiều ngày 5 tháng 3, hậu vệ Hồng Phúc cho biết, sau khi đánh bại U20 Qatar, toàn đội về nghỉ ngơi và rất vui vẻ với chiến thắng nhưng phải tập trung cho trận đấu tới. Toàn đội sẽ quyết tâm từng trận đấu. U20 Iran là đối thủ rất mạnh trong bảng. U20 Việt Nam sẽ xem xét chiến thuật để đá với Iran một trận hết mình với mục tiêu tiến vào vòng trong. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn.